chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Dog Information và giống chó chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay là giống Shiba Inu. Các bạn đừng quên ấn like và theo dõi kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Chó Shiba Inu được nhiều người biết với câu chuyện ông giáo và chú chó vàng. Đây cũng là một trong top 3 giống chó Nhật Bản siêu thông minh. Đặc biệt hơn, câu chuyện này gần đây đã được tái hiện lại một cách vô cùng thu hút giới trẻ trong những video ngắn của 1977 diễn xuất. Nếu các bạn yêu thích dòng chó đáng yêu mà lại thông minh thì chó Shiba Inu là giống chó sẽ lọt vào mắt xanh của bạn và gây thương nhớ khiến bạn chỉ muốn ẵm ngay em nó về nhà. Cùng chúng tôi tìm hiểu về giống chó đáng yêu này ngay sau đây nhé các bạn. Nguồn gốc chó Shiba Inu. Giống chó Shiba Inu là giống chó Nhật Bản. Đây là một trong 6 giống chó bản địa nguyên thủy của đất nước mặt trời mọc này. Bản tính nhanh nhẹn, vóc dáng nhỏ. Shiba Inu ban đầu được nuôi để săn bắt đuổi các loại chim nhỏ, săn lợn rừng. Vì vậy chúng thường được nuôi ở miền núi. Nếu các bạn đã đọc bài viết mà chúng tôi đã giới thiệu về giống chó Akita Inu thì giống chó Shiba Inu cũng gần giống Akita Inu. Chúng gần như chỉ khác nhau về kích cỡ và chiều cao. Chó Shiba nhỏ gọn có thể ôm trọn trong lòng. Còn với Akita thì có ngoại hình khá cao và lớn khi trưởng thành. Cái tên Shiba cũng rất đặc biệt. Đây là tên một loại cây bụi ở rừng Nhật Bản. Tuy nhiên, có một giả thuyết cho rằng cái tên này được đặt theo ngôn ngữ cổ. Shiba nghĩa là nhỏ bé. Vào chiến tranh thế giới thứ hai, do con người thiếu lương thực trầm trọng mà giống chó Shiba Inu gần như tuyệt chủng. Sau chiến tranh, người ta nhân giống lại giống chó này ở các vùng nông thôn. Đặc điểm ngoại hình của chó Shiba Inu. Với đặc điểm ngoại hình thon gọn, kích thước của chó Shiba Inu chỉ to hơn con mèo một chút. Khi trưởng thành, con đực nặng khoảng 10kg và cao từ 35-43cm, trong khi con cái nặng khoảng 8kg và cao từ 33-41cm. Với biểu cảm siêu đáng yêu, Shiba là giống chó được rất nhiều sen yêu quý và chọn lựa làm thú cưng nuôi tại gia đình. Chúng ta cùng tìm hiểu về dòng chó dễ thương này nhé. Tuổi đời trung bình của một chú chó Shiba Inu là từ 12-15 năm, phụ thuộc vào sức khỏe, chế độ dinh dưỡng và môi trường sống. Chúng cũng có khá nhiều màu lông, từ màu vàng, đen cho đến đỏ và nâu. Chúng có mõm khá nhỏ, khuôn mặt tương đối dẹp, tai hình tam giác nhỏ dựng đứng, đuôi ngắn, dày. Lông cuộn tròn trên lưng, giống chó này có hai lớp lông, một lớp lông bên ngoài thẳng và cứng, còn lớp lông bên trong thì dày và mềm mại. Nhìn lông trên mặt, tai, chân giống lông cáo, lông đuôi xù và hơi dài. Bộ lông có thể màu trắng kem ở các vùng lông hai bên mõm, trong tai, má, hàm dưới, trên bụng, cổ họng, ngực. Hai bên chóp ngực thường có dấu tam giác màu đen và màu vừng. Đặc điểm tính cách chó Shiba Inu. Shiba Inu là một giống chó rất thông minh và táo bạo. Chúng tự tin, mạnh mẽ và thường có ý tưởng của chính mình về mọi thứ. Loài này rất thân thiện, yêu thương chủ nhân và trung thành không khác gì giống chó tuyết Akita. Tuy vậy chúng lại tỏ ra khá cảnh giác đối với người lạ. Và không phải lúc nào những chú chó Shiba cũng chung sống hòa thuận với những chú chó khác. Chúng cũng khá thích thú đuổi theo những con vật nhỏ mà chúng xem là con mồi. Vì vậy khi dắt chó đi dạo hoặc có người lạ đến chơi, bạn nên đeo dọa và xích chúng lại để an toàn. Nhưng với bản tính ưa hoạt động, thích tự do, thích đi chơi thì Shiba Inu phù hợp nhất với những ngôi nhà rộng rãi, có sân vào. Những lưu ý khi nuôi chó Shiba Inu. Nhìn chung, chó Shiba Inu là một giống chó khỏe mạnh, nhưng chúng cũng có chung vấn đề sức khỏe như những giống chó khác. Tương tự những dòng chó Alaska và Husky, chúng cũng có thể mắc các bệnh như dị ứng. Tiêu hóa chó Shiba tương đối dễ nuôi. Chỉ cần một chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng là chú chó nhà bạn sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe.
bạn không nên chuẩn bị sẵn đồ ăn ở ngoài. Chỉ cần để sẵn nước uống để chú chó nhà bạn tìm uống khi thấy khát. Nên luyện tập cho chú chó nhà bạn ăn uống theo giờ cố định, một ngày mùng 2 lần. Số lượng thức ăn của chúng cũng không giống nhau, tùy thuộc vào độ tuổi, kích cỡ, mức độ hoạt động và mức độ trao đổi chất của từng cá thể để cân đối lượng thức ăn. Nhưng vẫn phải đảm bảo lượng protein, đạm, canxi, chất béo và các loại vitamin khác để chú chó của bạn có thể phát triển tốt nhất. Hạn chế cho Shiba Inu ăn những thực phẩm chứa nhiều chất béo, nhiều tinh bột và những thực phẩm để lâu đã có dấu hiệu hỏng. Không nên để chó của bạn nhịn đói lâu và cũng không nên để chúng ăn quá no. Shiba Inu là giống chó ưa thích môi trường sạch sẽ, khô thoáng và rộng rãi. Bạn nên cắt tỉa lông mỗi tuần một lần để loại bờ lông chết và tắm cho chúng. Và buổi sáng hoặc chiều, chú chó Shiba Inu đích thị là chú chó cảnh gây thương nhớ cho những ai yêu chó. Để sở hữu chú chó đáng yêu này không khó đâu.